Xin chào các bạn nha, thưa các bạn là Khang Audio xin mời các bạn trải nghiệm một cái đĩa Mạnh Đình với chủ đề chuyện giàn thiết lý. Cái đĩa này có bán tại Khang Audio với cái giá là 150.000 một đĩa. Và nếu như các bạn muốn mua rẻ hơn thì các bạn mua vào bộ combo 10 đĩa nhạc vàng tuyển chọn mà Khang Audio có bán. Và bộ này thì được chúng tôi test trên cái hệ thống audio có giá trị là 135 triệu T135. Sau đây xin mời các bạn nghe bài chuyện giàn thiên lý nhé các bạn nha. Xin mời các bạn. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi thương. Này sông bên kia vùng lửa khói, làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười sao, cưới rồi đành xa nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi, tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương, từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn. Anh rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi.
nhà tôi ở cuối chân đồi, có sàn thiên lý, có người tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi. Nhà tôi ở cuối chân đồi, có giàn thiên lý, có người tôi. Xin cảm ơn các bạn nha, xin mời các bạn trải nghiệm ở những cái video clip tiếp theo nha. Xin chào các bạn nha.